Thì đó là cái giá ở Kingdom cũ và giá thị trường nha, 15k game. Anh em nào mà hào phóng thì có thể mua 20k game 1B nha. Lên lính thôi, lên lính thôi, lính đang ít quá, lên lính thôi. Có gì đâu, mấy cái đồ yêu đâu mà tôi dân kỹ sư nữa, cái đồ yêu tính toán 1/1, mấy cái đồ level này không có vấn đề đâu đó. Ví dụ như anh em tính thì 15 giờ là mình mua một spec, 15 giờ là một ca game, thì nếu mà bảng phân bổ 1 triệu game thì anh em sẽ có được là 1.000 spec đúng không? Nè, công thức là 1.000 spec thì 1.000 spec đó nhân với cái tổng lính này anh em sẽ ra được bao nhiêu lính, rồi với lại cái lượng RSS đúng không? Mấy cái đồ yêu này mà, mấy cái lớp 1, lớp 2 mà. Nó không biết thôi đó, thì tổng lực tôi sẽ tăng lên là 283 triệu. Có đá vàng nè đó, có game nè, có space nè đó, thấy chưa? Sướng chưa? Sướng chưa? Than 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 lên lính thôi, lên lính thôi, lên lính đi chiến tranh thôi. Đã chơi game lót là phải đánh, đã chơi game lót là phải lên lính, đã chơi game lót là phải mua game, đã chơi game lót là phải đạp gối. Điều đó điều hiển nhiên rồi. Nếu mà anh em mà chơi chay là sẽ buồn chán và cô đơn lắm. Thật sự chúng ta phải cùng nhau nói chuyện và cùng tương tác. Mặc dù đó anh em thấy không, tôi ngồi quay video cho anh em mà tôi cũng nói chuyện một mình, tôi nói cũng được mà, đúng là cái thành phần thành phần chán thiệt. Má nghĩ cũng hài. Ok, cảm ơn tất cả anh em. À, quên đi chứ, ủa hồi nãy tôi nói là lên mỗi lần 1 triệu đúng không? Vậy thì còn chút xíu này thôi, nói chuyện xong rồi cho nó xong đi, dù sao thì cũng có 1 2 3 phút thôi mà chèn bản nhạc chứ đâu. Anh em cứ hỏi tôi là phải anh ơi anh phải như thế này, anh phải như thế kia. Vậy vậy nha. Vậy tự hỏi, nếu anh em đã hỏi câu đó thì anh em đã làm được gì cho tôi chưa? Anh em có like video chưa? Anh em có đăng ký channel chưa? Anh em có chia sẻ video chưa? Anh em có chia sẻ channel tôi chưa? Đúng không? Anh em cứ muốn anh ơi anh phải như thế này, anh ơi anh phải như thế kia, mọi thứ tôi muốn anh em đã làm chưa? Chào tất cả anh em đã quay lại channel Lost Chiến Đế nha. Rất lâu, chắc cũng được 2 3 ngày gì đó. Ok, thì ngày hôm nay mình sẽ cũng cũng không có gì hot đâu, chỉ là một cái kỷ niệm cần phải lưu giữ thôi. Thì con này con tướng thì đi vô tù rồi, nhưng mà để cho vui thôi nha, chứ này bắt bợ ác phụ của mình chứ không vấn đề gì đâu nha. Ok, thì ngày hôm nay mình sẽ lên lính nha anh em. Lên lính thì như anh em cũng biết rồi đó, thì video gần nhất đó là cái video mang tựa đề gì gì đó đó thì cũng quên mẹ rồi. Thì lính của mình thì nó cũng hết rồi, thì hiện tại đang sức mạnh này thì show lại cho anh em thêm một lần nữa. Mới đi xin chức nha, huấn luyện 5%. Thì hiện tại đang là 83 triệu, thì tôi cũng hy vọng là những cái gì mà tôi show cho anh em á thì anh em cũng đừng có show cho người khác mà đi zero tôi nha. Zero rồi không có tiền mua game nhiều đâu. Dạo này thốn quá. Nên mà có xem channel thì giữ cho riêng mình thôi nha, chứ đừng có đi show chi. Ok, thì ngày hôm nay tôi sẽ lên lính nha anh em. Chia sẻ cho anh em luôn, thì tôi mới ngày hôm qua thì tôi có mua 3 triệu game. Thật sự là 3 triệu game. Mua 1 triệu space 3 đây nè, với lại 2 triệu space 1 giờ. Thì có gì đâu, lên lính phải mua space chứ space đâu mà lên. Ok, tổng là hết 3 triệu game. Thì cũng thật sự là cũng chưa có gấp. Đáng lẽ đúng của tôi thì tôi đợi cho mình cái event 120% kìa, nhưng mà thật sự nó cũng rất là lâu. Thì chờ đợi lâu quá thì nó cũng không được. Thì tôi cũng quyết định lên. Thì đây là tổng số RDS tôi có. Vừa rồi tôi mới lên một ít rồi nha. Thì đây là tổng số RDS tôi có. Thì cái này mua thôi anh em à. Mua thì giá nó cũng rẻ thôi, không vấn đề đó. Thì anh em có xem video này thì tôi cũng chia sẻ luôn. Thì RDS các loại thì thường thường anh em mua ở Kingdom cũ thì nó tầm 15k game 1B. Vàng thì X3. Thì đó là những gì mà tôi mua theo cái giá đó lâu nay, thì tôi cũng chia sẻ hết cho anh em nha. Anh em nào có không rành về nó thì cũng nắm thêm cái giá của nó. Thì đó là cái giá ở Kingdom cũ và giá thị trường nha. 15k game, anh em nào mà hào phóng thì có thể mua 20k game 1B nha. Còn riêng vàng thì anh em nhân X3 nha. Đó là cái về giá trị game. Lên lính thôi, lên lính thôi, lính đang ít quá, lên lính thôi. Thì vừa rồi có làm video kia là 2 triệu mấy đúng không? Thì tôi đã lên được là 3 triệu nè. Thì tổng lính nó như vậy. Thì sau khi những gì mà tôi tính toán đó là tổng RDS tôi có và tổng cái số lượng game tôi mua 3 triệu tôi có, thì tôi cũng đã tính toán rồi. Thật sự một điều là anh em làm cái gì đó cũng phải có một cái plan cho mình. Thì đó là cái quan niệm của tôi. Tất cả mọi thứ mình phải đều phải có cái plan hết. Ví dụ như anh em lên lính thì anh em sẽ tính toán là bao nhiêu lượng lính, bao nhiêu lượng game để mua được cái lượng lính mà mình cần thiết,
mình cần lên bao nhiêu T4, mình cần lên bao nhiêu quân đội thì anh em cần phải tính toán hết. Thì đó là bản tính toán của tôi ha. Thì cũng không có gì khó đâu, anh em có thể tự thiết lập cho mình một cái Excel nè, đúng không, tỷ lệ nè. Tỷ lệ spec, ví dụ như anh em rèn rèn T2 đi, ví dụ tôi nói này ra này, trong cái bảng của tôi đúng không, thì tôi tính toán theo cái spec là 509%, là tôi cắn 10% quy mô thôi, lộn, cắn 10% spec thôi ra nè, đơn giản thôi, có quá gì đâu, rất là đơn giản, anh em mất một ít thời gian là sẽ được thôi. Đây là tôi chưa cắn nha, 505 này đó, thì tôi tính toán ví dụ như là so với cái spec là 15 giờ đây, ví dụ mình đưa xuống đây nè, có gì đâu, mấy cái đồ yêu đâu mà tôi dân kỹ sư nữa, cái đồ yêu tôi tính toán 1:1, mấy cái đồ level này không có vấn đề đâu đó. Ví dụ như anh em tính ước lượng, ví dụ như anh em mua spec 15 giờ này thì được bao nhiêu lính, 10.809 nè đó, thì đây đó, 10.009 nè, đó là cái spec của 509 nha. Còn hồi nãy anh em thấy là 505, thì đó anh em tính đó thì ra được là cái spec 15 giờ, thì 15 giờ là mình mua trong vòng là, thì 15 giờ là mình mua một spec 15 giờ là một ca game, thì nếu mà bảng phân bổ 1 triệu game thì anh em sẽ có được là 1.000 spec đúng không nè, công thức nè, 1.000 spec thì 1.000 spec đó nhân với cái tổng lính này anh em sẽ ra được bao nhiêu lính, rồi với lại cái lượng RSS đúng không, với lại cái lượng RSS mất cho nó nè, đó thì bao nhiêu RSS để mà mất cho cái số lượng lính này thì anh em nhân lên là tổng RSS thiệt hại đó, thì cũng giống như vậy, thì anh em phân bổ lên là 3 triệu game thì anh em nhân cho 3, 2 triệu game thì anh em nhân cho 2, đây là T2 và đây là T4 đúng không, thì đây nè, đó tôi chia là spec nếu mà bảng phân bổ của tôi là một em game mà cho cái lượng mà spec của ba đây đúng không, thì tôi lấy một em game tôi chia cho 4,4 thì tôi sẽ được là 227, tôi sẽ rèn được lượng lính đó là khoảng 3 triệu, tổng RSS tôi mất đó là 2 tỷ 8 mỗi loại, còn vàng thì 50% đó. Thì anh em có thể thiết lập cái bảng đơn giản như thế này để anh em tính toán lâu dài về sau, rồi đó là bảng là tổng sức mạnh nè, option 1 triệu game với lượng T4 thì tôi sẽ tăng lên là 107 triệu, còn nếu T2S thì tôi sẽ thêm 87, còn hai em game thì nhân 2 thôi, ba em game thì nhân 3, thì anh em có thể tính toán được. Ví dụ như tôi mua 3 triệu game đúng không, thì sau khi cái bảng này tôi đã tính toán thì tôi sẽ lên một 1 triệu game dành cho T4 này thì tôi sẽ tăng thêm là 107, 2 triệu game dành cho T2S thì tôi sẽ tăng thêm là 175 triệu, thì tổng hai cái này tôi cộng lại nè, mấy cái đồ yêu này mà, mấy cái lớp 1, lớp 2 mà nó không biết thôi đó, thì tổng lực tôi sẽ tăng lên là 283 triệu nha, 283 triệu sức mạnh đó. Thì tùy anh em lựa chọn theo option thôi, anh em có thể nhìn cái bảng như thế này để anh em có thể là dễ cân đo đong đếm được hơn về RSS này, về quân đội, về lính nè, anh em xác định được cái LSS, cái LSS. Đôi lúc mà mình có đi đâu xa bao nhiêu năm tháng thì cái tiếng bình định của tôi nó dường như là nó vẫn không bao giờ có thể quên được tiếng cội nguồn, nên đôi lúc là tôi nói chuyện nó hơi bị lợn tí, thì anh em cũng cũng phải gọi sao nhỉ, cũng nói chung là cũng bình thường đi nha, nói chung là dễ gì anh em gặp được người bình định nói chuyện giống như tôi khó lắm. Nên mà có thời gian các công nói chuyện với anh em thì nhớ like nha. Ok thì đó, ok chốt lại, nếu mà anh em có thời gian thì hãy thiết lập cho mình một cái bảng tính đơn giản như thế này, nó không thiết lập nó thì cũng không bao lâu đâu, đơn giản thôi, không vấn đề, để anh em kiểm soát được cái lượng RSS, lượng lính cần lên, lượng spec mua, tổng sức mạnh, để mà tổng sức mạnh sẽ tăng lên khi mà so với cái lượng game mình mua, tổng sức mạnh sẽ tăng lên với cái số lượng game anh em ước chừng để mua cho RSS, để cân đo đong đếm mọi thứ nó sẽ không bị thiếu nha. Bởi vì nếu như anh em như thế này đúng không, nếu như mà anh em đang ở cái lực chiến đó là 680 đi, thì anh em mua game 1 đồng, nhưng anh em lên 780 hoặc 880 thì anh em lại mua là đồng 1, đồng 2 trên nhau khoảng 100 em lực, thì nó sẽ tăng thêm là 10.000. Thì nếu như mà đang ở lực thấp nhất thì anh em nên tranh thủ mua game để mà trữ, thực sự là như vậy, đó là nguyên tắc của tôi nha, anh em mua trữ. Thì đó, còn trong quá trình mà anh em không cần gấp thì anh em có thể là cứ để rồi cứ để spec nằm đây thôi, khi nào cần lên thì anh em lên, còn không cần thì thôi, quan trọng gì đó đúng không. Rồi những lúc mà không cần gấp lên lính thì anh em có thể tận dụng nó để ăn địa ngục này đó, ví dụ như nè đó, thấy không, ăn địa ngục rèn lính rất là đơn giản đó, được 2,5 này, spec này, cộng rương này, rồi anh em có thể đó nhiều thứ đúng không, đó đơn giản ăn dễ ồn mà, anh em lên từ từ và ăn từ từ, thì anh em lấy lại cái lượng game này và cái lượng spec này nè, với lượng hộp này nè, bù lại một phần mà giá trị mình mua, thì hãy là một người chơi mà khôn khéo một tí xíu thì anh em sẽ tiết kiệm hơn và sẽ nói chung là đầu tư đúng cách hơn và sẽ đỡ hao phí nhiều hơn đúng không. Anh em bỏ 1 đồng để mua lượng spec 1 đồng, nhưng ở trong cái đồng đó thì anh em ăn lại sự kiện địa ngục đúng không, anh em ăn lại sự kiện địa ngục thì anh em lại lấy thêm lấy lấy lại cái sản phẩm cho 0,2 đồng hoặc là 0,1 đồng đi,
Tôi nói ví dụ vậy, nhưng dù sao có còn hơn không, đúng không? Nếu anh em không thực sự cần gấp và ra video này thì tôi đang cần gấp. Tôi thật sự đang cần gấp bởi vì chúng tôi sắp di trú. Đó, thấy chưa? Để nè đó, tôi ăn thêm địa ngục nữa nè đó, thấy không? Đá vàng nữa nè đó, sờ bét nè, gương nè. Đó, được hai viên nè. Ở nhánh 2 là được một viên nè, đó anh em thấy thơm chưa? Thơm chưa? 2,2k game nữa, thơm chưa? Thấy là một người chơi thông minh, theo quan niệm của tôi là như vậy. Mình vẫn có thể tốn tiền trong game lot nhưng mà mình phải tốn tiền đó một cách hợp lý, đúng không? Đó, anh sự kiện địa ngục nè, đó là lính này lượm lúa liền, đúng không? Có đá vàng nè, đó có game nè, có spec nè, đó thấy chưa? Sướng chưa? Sướng chưa? Bù lại chứ, mình bỏ một đồng thì mình cũng phải cố gắng kiếm lại là 0,1 hay 0,2 đồng, đúng không? Để mà giống như là một phải gọi sao ta? Giống như là giống như mình bị tổn thương trong quá trình mua game đi, mình tận dụng mình ăn cái địa ngục này nè để mình bù lại cái tổn thương đó, đúng không? Hợp lý không? Bù lại tổn thương đỡ phải đau đau đớn đâu chứ, đau khổ đồ, đỡ phải cảm thấy là chạnh lòng là mình tốn quá nhiều thì mình nên tranh thủ nó, đúng không? Cho coi như là mình bỏ tiền mua game nó đáng đi ha. Ok, không nói nhiều và cũng không lòng vòng nữa. Video chính ngày hôm nay đó là lên lính. Thì còn anh em nào muốn nói nhiều lòng vòng thì hẹn gặp anh em ở livestream hoặc những video tiếp theo nha. Dứt. Lậm lúa. Đường nào cũng phải. Ủa, bạn có thể nộp đại hội bang phái. Ủa? Ủa? Mình làm nhiệm vụ gì ta? À đâu? Má tôi quên luôn rồi. Bữa tôi chọn cái nhiệm vụ này là 64 đây là 205 điểm mà tôi quên luôn. Giờ tự nhiên đang làm video với anh em kích spec tôi mới nó hiện lên là nộp đại hội ông phái mà tôi quên để ý luôn. Ok, đó thấy chưa? Rất là hợp lý đúng không? Mua game vừa lên lính vừa ăn sự kiện địa ngục bù lại rồi vừa làm được đại hội ông phái nữa. Đó anh em thấy sướng chưa? Hợp lý không? Đó hợp lý. Dứt. Vé hợp lý hãy là một người chơi thông minh và chuyên nghiệp. Đúng không quý vị? Tăng sức mạnh quân đội 2,4 triệu. Ủa đang làm lên lính này vậy sức mạnh quân đội là tổng sức mạnh quân đội đúng không? Vậy dớt. Đó làm thêm nhiệm vụ nữa nè, đó lượm lúa liền. Ghê chưa? Thấy tôi ghê chưa? Rồi, bắt đầu nha anh em. Hình như tôi nhớ tôi có chức tham mưu mà đúng không? Còn không trời? Hay nó cho thằng nào mẹ rồi. Ok, vẫn còn. Tại tôi vô tù rồi tôi cũng không hiện được là tôi đang ở cái chức quái gì nữa. Ok, bắt đầu nha anh em, lên lính. Lên lính thôi quý vị ơi, lên lính thôi nha quý vị. Đầu tiên lên lính cắn thuốc. Dĩ nhiên phải cắn thuốc nhưng mình lên số lượng lớn mà 20%. Búp. Thành 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 thành. Dứt. Bao nhiêu ta? Đó 525%, đó anh em thấy ghê chưa? Tốc độ rèn lính 525%. Không có nhiều cho lắm bởi vì là tôi chưa mát trang viên nha. Trang viên thì nơi này tôi chỉ để là 24 thôi. Bởi vì tôi lên một xong một tí gọn gọn là tôi sẽ đập. Đập lên lại thì tôi nghĩ lên 25 thì nó cũng hơi 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 chát đúng không? Cũng không phải chát gì nhưng mà tôi nghĩ như vậy cũng được rồi, đập đi sao lại cho nó nhanh. Như vậy cũng được. Lên 24 là được rồi. Ok bắt đầu nha anh em. Chỉnh spec này nè. Ồ, sắp tới giai đoạn mát tay rồi. Lâu lâu mới được mát tay lần đúng không? Lâu lâu tự nhiên bị zero cái tự nhiên có cơ hội mát tay lần lên lính. Có cơ hội mua game lên lính. Ok bắt đầu nha anh em. Than 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 than. Lên lính thôi, lên lính thôi. Lên lính đi chiến tranh thôi. Đã chơi game lot là phải đánh. Đã chơi game lot là phải lên lính. Đã chơi game lot là phải mua game. Để chơi game lot là phải đập gối. Điều đó điều hiển nhiên rồi. Nếu mà anh em mà chơi chay là sẽ buồn chán và cô đơn lắm. Thật sự. Theo tôi nghĩ một quan điểm thì nếu anh em chơi chay thì tốt nhất mình chơi. Ủa, bạn có thể nộp đại hội băng phái nữa. À đúng rồi, tôi mới chọn nhiệm vụ 2,4 triệu. Đúng má thì thiệt bây giờ tôi bán gà luôn ơi. Má tôi thiệt tôi là một người rất ghét đại hội băng phái. Đến lúc làm mà tôi cũng không nhớ luôn ơi. Rồi đó thấy chưa, thơm chưa đó anh em thấy không. Một công đôi việc lậm lúa đó thấy chưa, ghê chưa. Giai đoạn 3 sự kiện địa ngục 169. Bây giờ ra cái gì vậy? Cái này mới ăn rồi, tôi bỏ qua đi. Đồ yêu đồ quỷ này mà. Một người năng động như tôi thì tôi nghĩ đại hội ông phái thì cũng không có gì khó khăn với tôi đâu.
Vì tôi là người có tính làm biếng thôi chứ tôi ok lắm. Ok bắt đầu nha anh em. Dứt, tiếp tục không lòng vòng. Nhiều lúc mình nói video chính này là lính mà sao mình vô mình nói chuyện nhiều quá. Đúng là một người mà phải gọi là giống như khi mà người ta nhiều chuyện anh em. Thì họ 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 nhiều chuyện lắm. Đúng không? Nói là video lên lính và chủ đề video này tôi sẽ đặt là lên lính. Với thêm một hai câu gì đó mà đó thấy không mà tôi nói tha phương luôn. Tôi nhiều lúc tôi cũng muốn có thời gian lên stream cùng với anh em nhưng mà thấy vừa rồi tôi cũng có tổ chức event sen quái thì thấy anh em bữa này bữa kia rồi nó cũng không có trọn vẹn với tôi cho lắm. Tôi cũng đã quyết định dừng và tôi chuyển cái group đó sang đó là group chém gió để anh em nói chuyện cho nó tiện. Tôi thấy ở trên đó là chém gió nhiều hơn thì có. Mỗi lần tôi tổ chức event cho anh em mà chả thấy ông nào tham gia nhiều, toàn vô chém gió một miệng, tôi ghét quá tôi nghỉ mẹ luôn rồi. Đúng không? Tôi nghĩ tôi dành thời gian đó tôi edit video cho anh em đúng không? Như anh em mà hay coi channel của tôi thì cũng biết đó là từ lúc mà tôi bắt đầu tôi stream sen quái thì cái lượng video tôi ra chậm hơn và ít hơn. Thì tôi nghĩ là đây có thể là một khoảng thời gian để mà mình reset lại bản thân đúng không? Reset lại bản thân rồi mình thư giãn không stream sen quái nữa bởi vì stream nó cũng mệt lắm. Thật sự stream mệt. Anh em thì cũng ít zone nhiều rồi tôi phải lên stream tôi kéo đồ này kia nọ tôi thấy chán lắm. Đôi lúc mà tôi vì anh em nhưng anh em không vì tôi thì tôi sẽ quyết định dừng. Tôi là một người như vậy. Nhưng mà đầu tiên là tôi sẽ chọn là vì anh em trước đã. Còn anh em không vì tôi thì tôi sẽ dừng. Nha. Nhưng mà một ngày nào đó gần nhất thì tôi nghĩ là tôi sẽ vây lại cái stream đó thôi. Nhưng mà nó từ từ sau khi mọi thứ nó ổn định cho anh em ổn định rồi tôi sẽ quay trở lại. Chứ mỗi lần lên stream thì tôi đâu được gì đâu. Lên mệt tốn công tốn thời gian rồi đủ thứ rồi phải set up rồi bỏ bao nhiêu công việc đồ cũng lên stream với anh em nói chuyện nhưng mà mỗi lần ví dụ lên stream mà cứ lên còn năn nỉ mấy ông nữa tôi kêu thôi dẹp mẹ cho rồi đi má đi làm cuộc sống này đâu mẹ làm đéo gì tổ chức sự kiện cho mấy anh em mà anh em đi vô đúp tùm lum mà đăng ký cái 10% mà thì thôi dẹp tôi đâu được gì đâu tôi cũng đâu bán cái tấm vé ở đâu nhưng mà tôi vì anh em mà anh em không vì tôi thì ok tôi sẽ dừng hết chuyện. Bao nhiêu thời gian tôi còn làm việc khác nữa tôi cũng đã rất là mến anh em tôi tổ chức cái event đó rồi mà anh em không hiểu thì thôi thì tôi sẽ dừng chứ cũng không giải thích gì nữa mệt lắm không có lòng vòng. Ok thì tôi sẽ lên lính liên tục thì chắc chắn điều là tôi sẽ không nghỉ rồi nhưng mà tôi sẽ lỡ ngứa cái miệng thì tôi nói cho xong luôn rồi rồi video là sẽ kết thúc đúng không khi mà người ta gọi là ngứa cái miệng lên rồi thảo nói thì thôi chứ đừng đang nói chuyện nhí nhích ở chết mẹ rồi ủa sao mình dở ta hồi nãy mình lên cái kia là mình ăn được cái top 1 cũng được top 1 của cái sự kiện địa ngục rồi đúng không má sao dở ta hồi nãy đi ăn sớm tí được rồi đúng không hồi nãy mình nếu ăn sớm tí là cái điểm sự kiện địa ngục của tôi cái đợt trước nó sẽ cao lên có khi là tôi ăn được top à rồi tôi làm lính kinh quá mà đây này hàng ba này đủ má hồi nãy tôi ăn trước là tôi được hàng một rồi má sai lầm đó thấy chưa đó lên lính là còn được ăn thêm cái top của sự kiện địa ngục nữa đó anh em thấy chưa sướng chưa đó hai đây là tương đương 3K game này 1K8 này là tương đương là 4K8 này rồi RS này hai hộp ngập tím nè má hồi nãy mà lên cố gắng thêm một chút là ăn được cái cố gắng thêm một chút ăn được cái hạng một là ok rồi má quên ok nhớ cho ăn like nha để bù lại cái tổn thương hạng một của tôi nha anh em nào có xem video nhớ cho một like nha rồi để tôi mở coi coi nhân phẩm tôi tốt không đúng không biết đâu nhân phẩm tốt thì sao bờ lý ừ thôi một viên blue cũng được có hơn không ok tiếp tục lên lính thôi. Tôi sẽ lên mỗi loại 1 triệu rồi tôi sẽ dừng lên sắp bạc lờ rồi tôi sẽ dừng tôi sẽ dừng ý là họ không phải dừng lên lính mà dừng video á nha có thể là như vậy lên mỗi loại 1 triệu tôi sẽ dừng video mà tôi nói thật với anh em chứ má lên lính mắc tay và liền á sướng sướng đúng không bấm mắc tay. anh em dạo này xem mấy video mới của tôi chưa
Mày nghĩ cũng kỳ ha, đôi lúc mình cảm thấy mình làm công việc YouTube cũng khá là thú vị. Nhiều lúc ví dụ như tôi đang ngồi đây đứng nói chuyện một mình mà nói chuyện mà giống như là trước mặt tôi là đang có nhiều người vậy đó. Má nói chuyện nhập tâm vãi lộn. Nào là anh em đã xem video mới của tôi chưa? Má đôi lúc nghĩ là cũng hài. Hài đúng không? Nên là tôi cũng mong anh em là cố gắng ủng hộ cho channel tôi nha. Anh em nào mà đã ủng hộ rồi thì chia sẻ video rồi nè, chia sẻ channel rồi nè. Đó, ví dụ chia sẻ gửi cho bạn bè rồi anh em kèm theo dòng dòng comment nào đó đúng không? Dòng comment nào đó ví dụ giống như là ừ đủ má cái channel của ông này, đủ má ông này cũng xàm gớm, đủ má anh em vô vô dislike ổng đi, hoặc là vô vô phé ổng đi, hoặc là gì đó đúng không? Vô chửi gì cũng được. Nhưng mà nếu mà chửi là phải chửi đúng nha, còn chửi mà không đúng thì tôi không phục đâu. Mát tay quá đi lên liên tục. Má hồi nãy em lên kiểu đó là tôi ăn được hạng một rồi. Sai lầm vẫn là anh. Được còn bao nhiêu cái ta? Đủ mà lên là mai giờ mát tay mà còn mớ xà bét nè. Nó lên sắp bạc lờ luôn. Ok lên luôn ha. Lên. Lên nè. Lên. Ok thì trong cái đoạn này tôi sẽ dừng nói chuyện ta đó và tôi bật miếng nhạc nha. Bật miếng nhạc đi. Giữ lại cái miệng đó nói chuyện sau. Ok cảm ơn tất cả anh em đã xem video nha. Anh em nào có muốn xem thêm tôi lên được bao nhiêu lính và bao nhiêu lực và tổng hết bao nhiêu sở bét. Thêm tôi lên mỗi loại gần triệu thì anh em có thể đợi video của tôi. Và đừng quên là nếu có xem video thì nhớ like và chia sẻ nha. Đừng quên like hay comment nào đó cũng được. Chứ anh em mà xem video mà không tương tác thì cũng ít 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 phê lắm đúng không? Thật sự quan điểm của tôi là như vậy. Chúng ta phải cùng nhau nói chuyện và cùng tương tác. Mặc dù đó anh em thấy không? Tôi ngồi quay video cho anh em mà tôi cũng nói chuyện một mình tôi nói cũng được mà. Má anh em thấy tôi ghê chưa? Má ngồi nói chuyện quay video nói chuyện một mình y xì thằng điên ấy. Giống như đụng mày mình đang nói chuyện mà giống như trước mặt mình là nhiều người ấy. Đúng là cái thành phần. Thành phần chán thiệt. Má nghĩ cũng hài. Ok cảm ơn tất cả anh em. À quên đi chứ. Ủa hồi nãy tôi nói là lên mỗi lần triệu đúng không? Vậy thì còn chút xíu này thôi đưa, nói chuyện xong rồi cho nó xong cũng đi. Dù sao cũng có 1 2 3 phút thôi mà chèn bán nhạc chứ đâu. Thôi tôi ngồi tôi nói chuyện một mình vu vơ như thằng điên cũng được. Đúng không? Ờ chán. Ôi cuộc đời. Còn một chút nữa thôi là sẽ lên thôi. Mà công nhận một điều đó là anh em cũng biết và tôi cũng khẳng định luôn. Má cái trò chơi này nó bạc bẽo quá. Một là hút máu mà thứ hai nữa là làm YouTube thì nó cũng chả có view bọng gì nên nhiều lúc tôi cũng chán lắm. Nhưng mà không sao, tôi nghĩ thôi tôi cũng cố gắng làm phục vụ anh em. Bởi vì có những comment anh em gửi đến tôi rồi cũng muốn tôi ra nhiều video rồi cũng muốn tôi này kia hoặc là muốn tôi ra chủ đề như thế này hoặc là muốn tôi trò chuyện với anh em này kia thì tôi cũng cũng sẽ cố gắng phục vụ. Nhưng mà nếu mà tôi phục vụ anh em thì anh em có xem video thì nhớ like nha, hoặc comment nào đó tương tác cùng tôi. Còn nếu mà mến thương hơn thì có thể chia sẻ video của tôi hay có thể là chia sẻ giới thiệu channel của tôi đến bạn bè để cho cái channel tôi phát triển. Thì nó là một nguồn động lực lớn để mà tôi cố gắng dành thời gian và tôi xếp edit nhiều hơn cho anh em hơn nữa đúng không? Chúng ta phải va lại chứ đúng không? Anh em thì thường hay hỏi tôi là anh ơi cái này sao anh, cái kia sao anh, rồi anh ơi anh làm một video về lên trang bị đi, anh ơi anh làm một video phối đồ đi, anh ơi anh lên làm một video về đé của bé bé đi, anh ơi anh làm video về này kia đi, anh ơi đeo như thế nào anh ơi làm video về lên lính đi. Tại sao anh em lại cứ hỏi tôi anh ơi hồi mà anh em lại lại không nói chung là anh em mưu cầu những thứ từ tôi mà anh em đã làm gì được cho tôi chưa? Đúng không? Anh em cứ hỏi tôi là phải anh ơi anh phải như thế này, anh phải như thế kia. Vậy vậy nha. Vậy tự hỏi nếu anh em đã hỏi câu đó thì anh em đã làm được gì cho tôi chưa? Anh em có like video chưa? Anh em có đăng ký channel chưa? Anh em có chia sẻ video chưa? Anh em có chia sẻ channel tôi chưa? Đúng không? Anh em cứ muốn anh ơi anh phải như thế này, anh ơi anh phải như thế kia, mọi thứ tôi muốn anh em đã làm chưa? Tôi là một người rất thẳng tính và nói chuyện thẳng.
Rồi xong hứa với anh em lên mỗi loại 1 triệu là tôi sẽ dừng rồi đó. Đó thì nói là câu chuyện hồi nãy, tôi là một người rất thẳng tính và có gì đó tôi cũng nói thẳng. Anh em muốn tôi làm như thế này, vậy anh em đã làm gì được cho tôi chưa? Nha. Nếu mà anh em ý kiến gì đó, vui lòng comment bình luận bên dưới. Còn anh em muốn gì đó tôi sẽ làm. Có thể tôi bận quá nhưng mà tôi sẽ sắp xếp với anh em nha. Có thể tôi bận quá nhưng mà tôi sẽ sắp xếp thời gian đó để phục vụ anh em. Nhưng mà hỏi làm một câu cuối một lần nữa, anh em đã làm được gì cho tôi chưa nha? Để là comment bên dưới. Cảm ơn tất cả anh em đã xem video. Bye, hẹn gặp anh em ở những video tiếp theo. Bye, đừng quên like nha, đừng quên like nha.